Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An gặp gỡ nói chuyện với câu lạc bộ hưu trí tỉnh. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án hạ tầng khu công nghiệp. Ban dân vận Tỉnh ủy thăm chúc mừng cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gặp gỡ, nói chuyện chuyên đề với câu lạc bộ hưu trí tỉnh. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mở đầu buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chia sẻ những cảm nhận ban đầu khi lần đầu tiên được gặp gỡ và nói chuyện với các thành viên câu lạc bộ hưu trí tỉnh. Đó là số lượng hưu trí đông, thân tình. Bí thư Tỉnh ủy nhắc lại vấn đề kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu thực hiện vào cuối năm 2023 và những vấn đề về công tác cán bộ của Vĩnh Phúc diễn ra đầu năm 2024 vừa qua đã tác động đến dư luận xã hội, tâm tư của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đồng thời ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc. Nhưng từ nội lực, kinh tế xã hội Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm nay vẫn có nhiều điểm sáng, tăng trưởng kinh tế đạt 6,26%, thu hút đầu tư vượt mục tiêu đề ra, khẳng định Vĩnh Phúc vẫn là địa phương hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh quốc phòng được củng cố. Năm thứ hai liên tiếp, Vĩnh Phúc xếp thứ nhất toàn quốc về điểm trung bình chung các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Kinh tế tăng trưởng nhưng không ổn định, vẫn thấp hơn so với mức bình quân chung cả nước. Thu ngân sách còn phụ thuộc vào ngành sản xuất ô tô, xe máy, thu hút đầu tư nước ngoài vượt kế hoạch, nhưng số vốn đăng ký nhỏ, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt thấp. Có thể khẳng định là Vĩnh Phúc là điểm sáng trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển cái công nghiệp. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm, chúng ta đã thu hút được những tập đoàn có tên tuổi của thế giới vào đầu tư, nhưng mà chúng ta đang ở giai đoạn bị chững lại và nó thể hiện là các khu công nghiệp của chúng ta là mới lấp đầy được 44,60%, nhiều khu công nghiệp khác đã được là thành lập nhưng mà bây giờ tạm gọi là chưa có gì. Còn nhiều công nghiệp đã có quy hoạch nhưng mà chúng ta không thể thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư được, bởi vì là chúng ta đang thiếu quota, nghĩa là trung ương cho lấp đầy bao nhiêu phần trăm thì mới được mở thêm khu công nghiệp mới. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đầu tư công của Vĩnh Phúc lớn so với nhiều địa phương khác, tuy nhiên nhiều dự án còn chậm tiến độ, khâu thẩm định thiếu chặt chẽ, dự báo chưa sát với thực tiễn. Vĩnh Phúc chưa có chung cư, trung tâm văn hóa cho công nhân các khu công nghiệp, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt thấp. Vấn đề rác thải vẫn là bức thiết, cơ sở xử lý rác thải công nghệ lạc hậu, thu gom xử lý nước thải sinh hoạt chưa đạt tiêu chuẩn, chưa xây dựng được văn minh đô thị, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn bất cập, kỷ luật kỷ cương công vụ chưa thực hiện chặt chẽ, còn có tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, đun đẩy, né tránh, chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ, cải tạo hồ Đầm Vạc, tạo ra không gian sống thực sự có ý nghĩa cho người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, dịch vụ và du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa có trung tâm thương mại lớn, số lượng khách đến Vĩnh Phúc đông, nhưng chi tiêu thì quá ít. Mỗi khách du lịch đến tỉnh Vĩnh Phúc là chi tiêu chưa đến 400 ngàn. Tính sạc ra là 370.000 đồng. Thì tôi mới nói nếu như mình làm du lịch kiểu này thì không hiệu quả và mình trở thành là nơi là bị hao mòn tài nguyên, hao mòn hạ tầng, hao mòn văn hóa.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin tới hội viên câu lạc bộ hưu trí tỉnh về việc thực hiện các quy trình kiện toàn cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh cần sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 17 và chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong công tác cán bộ phải công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, dân chủ vì công việc mà lựa chọn người cho xứng đáng, chứ không phải vì người đó thân quen qua gáp chài chọt mình để mình tìm công việc tốt bổ trí cho con người đó. Và trong thời gian vừa qua, hội nghị ban thường vụ hoặc họp thường trực Tỉnh ủy hoặc là hội nghị ban chấp hành để bàn công tác cán bộ, chúng tôi dành rất nhiều thời gian, tất cả các đồng chí trong thường vụ đều phát biểu ý kiến, đồng ý thì cũng nói vì sao mà đồng ý, không đồng ý thì cũng nói vì sao mà không đồng ý, và chúng tôi là rất lắng nghe để bàn thảo luận về công tác cán bộ một cách chặt chẽ và chú đáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, các hội viên câu lạc bộ hưu trí tỉnh tiếp tục tham gia hiến kế, đóng góp ý kiến tâm huyết cho lãnh đạo tỉnh để xây dựng sự đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chung tay góp sức xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tỉnh nhà phát triển toàn diện. Sáng nay, kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu phải tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án hạ tầng khu công nghiệp để thúc đẩy thu hút đầu tư, đưa công nghiệp Vĩnh Phúc phát triển mạnh, bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tam Dương, lãnh đạo một số ban sở ngành địa phương liên quan. Tại huyện Tam Dương, sau khi nghe lãnh đạo huyện và chủ đầu tư báo cáo tiến độ những khó khăn vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương 1, khu vực 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông cho rằng dự án còn nhiều vướng mắc như chưa xác định được giá thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có nguồn vốn để thực hiện dự án tái định cư. Đặc biệt, một số hộ dân chống đối gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với huyện Tam Dương nhanh chóng hoàn thành việc xác định giá đất, hỗ trợ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian sớm nhất. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện dự án tái định cư để hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Kiểm tra tiến độ dự án hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện 2 tại huyện Bình Xuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và huyện Bình Xuyên đã tích cực vào cuộc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện 2 hiện đại, chất lượng, đã thu hút 74 nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh. Trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp FDI sản xuất phụ tùng cho ô tô, xe máy và linh kiện điện tử là những lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư. Chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng 57 hectare còn lại của khu công nghiệp Bá Thiện 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông giao các sở ngành liên quan phối hợp với huyện Bình Xuyên xác định giá đất cụ thể làm căn cứ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn lực thực hiện tái định cư cho nhân dân. Tiến độ triển khai phấn đấu trong tháng 10 phải giải phóng xong 20 ha, diện tích còn lại giải quyết ngay sau khi bố trí tái định cư cho nhân dân. Tại dự án hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện 1, huyện Bình Xuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đã định hướng, chỉ đạo giải quyết cụ thể các khó khăn vướng mắc dự án về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hàng rào khép kín, đảm bảo an ninh trật tự, hạ ngầm, di chuyển một số trụ điện nằm ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan khu công nghiệp, vấn đề cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư thứ cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, Vĩnh Phúc luôn ưu tiên phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm nền tảng, động lực cho phát triển. Định hướng của tỉnh là thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, chất bán dẫn, thân thiện với môi trường. Vì vậy, các cơ quan ngành, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp phải tập trung thu hút các nhà đầu tư theo đúng định hướng, quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh và đặc biệt phải quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững. Tinh thần là tỉnh ủng hộ triển khai, bởi vì hiện nay là tỉnh Vĩnh Phúc là một tỉnh xác định là một tỉnh công nghiệp đấy, phát triển được lực, nhưng mà hiện nay cái diện tích đất trong các khu công nghiệp cho thuê là rất ít, thế nên tôi đề nghị là cũng phải cố gắng, quan trọng nhất là thuyết phục người dân, mình cũng phải lấy sự đồng thuận người dân
và cố gắng là hỗ trợ người dân tái định cư nếu có. Tiên là giao đất cho họ từng phần, nhưng mà ưu tiên giao cái đất góc kia là cái nhà máy sinh thải. Đấy, việc đầu tư công nghiệp là phải đảm bảo môi trường phát triển bền vững. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan sau buổi kiểm tra khẩn trương chuẩn bị nội dung tổ chức một hội nghị chuyên đề để Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của tất cả các dự án hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc các đơn vị huyện Yên Lạc, Sông Lô, Tam Đảo và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp xúc với cử tri các xã thị trấn trên địa bàn sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân các huyện. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sáng nay tại huyện Yên Lạc, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Yên Lạc gồm ông Nguyễn Phú Sơn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ông bà tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Yên Lạc và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Lạc đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 và sau kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện Yên Lạc khóa 19. Cử tri huyện Yên Lạc bày tỏ tin tưởng vào những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và huyện Yên Lạc đạt được trong thời gian qua. Một số cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sớm hoàn thành thi công, bàn giao lại tuyến đường thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp và nối dài sông Cà Lồ đến trạm bơm tiêu xã Nguyệt Đức, đoạn giao cắt với đường Cầu Trắng đi đê Trung ương thuộc địa phận xã Nguyệt Đức, triển khai thi công dự án đường vành đai 4 đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cử tri xã Nguyệt Đức đề nghị cần nâng cấp và xây dựng hệ thống lan can bảo vệ tại tuyến kênh tiêu trạm bơm Nguyệt Đức, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an toàn phòng chống đuối nước trẻ em. Cử tri xã Hồng Phương đề nghị cần sớm triển khai thi công cầu dân sinh qua kênh, tuyến đường thi công đi sau bồ, thôn Phương Nha. Cử tri cũng đề nghị tỉnh sớm thực hiện cơ chế miễn giảm học phí cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh, để học sinh được trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các ý kiến của cử tri được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Yên Lạc tiếp thu và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tam Đảo và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tam Đảo đã tiếp xúc cử tri ba xã Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 và sau kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân huyện Tam Đảo khóa 3. Tại buổi tiếp xúc, cử tri ba xã kiến nghị đề xuất một số nội dung như đề nghị xem xét bổ sung mương rãnh thoát nước tuyến đường DH62, sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 45 hộ dân có đất thuộc lâm trường Lập Thạch cũ quản lý, cần có cơ chế quản lý điểm du lịch tự phát thác Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội ở thôn, tiếp tục xây dựng cứng hóa kênh mương tại thôn Đạo Trù Hạ, xã Đạo Trù, hỗ trợ kinh phí cho bí thư chi bộ trong chi bộ doanh nghiệp và hỗ trợ phụ cấp cho trưởng ban thanh tra nhân dân để duy trì hoạt động. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Sông Lô và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sông Lô đã tiếp xúc với cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 và sau kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân huyện Sông Lô khóa 2. Sau khi nghe đại biểu báo cáo các nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 16 và 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, cử tri huyện Sông Lô kiến nghị các cấp chính quyền kiểm tra thực tế có phương án nạo vét mở rộng luồng tiêu tuyến từ cầu Đồng Mặn đi Cống Ngạc thuộc xã Phương Khoan, bảo đảm phục vụ nước tưới tiêu, không để ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân ở gần luồng tiêu. Sớm có dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường 307, đoạn từ cầu Nóng, huyện Lập Thạch, đi qua địa phận xã Tân Lập, đến trung tâm huyện Sông Lô, do tuyến đường này hẹp, xuống cấp, không bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân. Kiến nghị các cấp chính quyền tiếp tục có cơ chế chính sách, hỗ trợ lắp đặt hệ thống nước sạch đến các khu dân cư, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tiếp thu các ý kiến của cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện các cơ quan liên quan đã trả lời, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu năm 2024, Phật lịch 2568, sáng nay, Ban dân vận tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, tổ chức đoàn đi thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tại Chùa Bầu,
phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tam Dương tại Chùa Thông, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc cùng toàn thể tăng ni Phật tử, biểu dương những đóng góp của tăng ni Phật tử trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời mong muốn các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Phật tử chấp hành tốt chính sách pháp luật, đoàn kết, tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy mong rằng toàn thể tăng ni Phật tử sẽ tiếp tục phát huy phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu. Thay mặt các tăng ni Phật tử, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Dương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết, xây dựng Giáo hội Phật giáo ngày càng vững mạnh và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là công tác an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hội hợp thành phố Vĩnh Yên luôn xác định việc tham gia xây dựng đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận, phát huy vai trò hạt nhân tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hội hợp đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hội hợp cùng các tổ chức thành viên đã huy động được đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị, tăng cường giữ gìn trật tự đô thị, xử lý dứt điểm các điểm lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy về cái chủ trương sáng xanh sạch đẹp an toàn ở khu phố, thì chúng tôi tập trung vào cái nội dung thứ nhất là về sạch và đẹp. Về sạch là chúng tôi đã vận động nhân dân vệ sinh vào sáng ngày Chủ nhật hàng tuần. Và cái thứ hai là vận động nhân dân ít nhất mỗi hộ gia đình mua một thùng rác theo quy định chung của như thế là khu phố. Cái thứ ba là về an toàn, thì chúng tôi đã vận động nhân dân tối thiểu mỗi hộ gia đình có một bình phòng cháy, chữa cháy, an ninh. Cái thứ hai về an ninh là chúng tôi đã vận động nhân dân là mắc camera an ninh ra ngoài cổng. Trước kia thì nhân dân là mắc ở trong nhà, trong đó là chúng tôi vận động mắc ra ngoài cổng để quan sát được như thế là đường làng ngõ xóm. Trong công tác vận động nhân dân chung sức xây dựng đô thị văn minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về chủ trương, mục tiêu, nghĩa vụ khi thực hiện đô thị văn minh. Phát động nhiều phong trào thi đua như tổ chức trồng cây xanh ở các địa điểm công cộng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tham gia thực hiện những tiêu chí về môi trường, đường giao thông. Đối với phường Hội hợp, mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó là tập trung vào đối với người dân và lấy người dân làm trung tâm để thực hiện cuộc vận động, và cũng đặt ra mục tiêu là người dân là người thực hiện và người dân là người thụ hưởng. Bằng những việc làm cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hội hợp đã và đang phát huy được vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đồng lòng chung sức góp phần xây dựng phường Hội hợp văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, khiến một người chết, một trẻ em bị chấn thương. Phóng viên thời sự thông tin từ hiện trường. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở tại thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu. Vào khoảng 11:30 trưa nay thì một khối lượng lớn đất đá từ tảo ly cao 12 mét trên phía núi trên cao đã đổ sập xuống, làm sập một phần ngôi nhà. Từ đêm hôm qua đến ngày hôm nay, trên địa bàn huyện Sông Lô mưa to kéo dài. Đến 11:45 tại thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu xảy ra sạt lở đất, dẫn đến sập lều lán của một hộ gia đình, làm vùi lấp hai người. Nhận được thông tin, Thường trực Huyện ủy Sông Lô đã đến hiện trường chỉ đạo xã Hải Lựu và các cơ quan đơn vị liên quan huy động các nguồn lực thực hiện khẩn trương công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm được hai người. Trong đó, một trường hợp đã tử vong,
một trường hợp là trẻ em bị chấn thương được đưa đi cấp cứu. Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đang tiếp tục chỉ đạo xã Hải Lựu và các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác khắc phục hậu quả vụ việc, chủ động nắm tình hình, động viên hỗ trợ gia đình người bị nạn, đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động có phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt trong thời gian diễn ra mưa lũ kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, với sự chủ động trong công tác mua sắm và đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt luôn đảm bảo đầy đủ thuốc và hóa chất đáp ứng công tác điều trị cho các bệnh nhân ung thư. Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đi đầu triển khai kỹ thuật hiện đại nhất trong xạ trị ung thư ở miền Bắc như điều biến liều IMRT, điều biến thể tích VMAT, hệ thống xạ trị gia tốc thế hệ mới VMAT. Bệnh viện đang áp dụng các phác đồ điều trị tiên tiến và có sự hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện đầu ngành về ung bướu trong nước với đầy đủ các danh mục thuốc và hóa chất phục vụ điều trị cho bệnh nhân. Trong điều trị ung thư thì cái tiêu chuẩn đó là đa mô thức và hiện tại chúng tôi có đầy đủ các cái phương thức để điều trị bệnh lý ung thư ở tại đây, ví dụ như là hóa chất, thuốc miễn dịch, thuốc đích hay là xạ trị, phẫu thuật, tất cả các cái phương thức đó đều đang được triển khai tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt chúng tôi. Và tất cả thuốc đó đều được hưởng bảo hiểm theo đúng như các cái quy định của Bảo hiểm Y tế và của Bộ Y tế đã ban hành. Bệnh nhân ung thư cần quá trình theo dõi, điều trị lâu dài. Do vậy, việc phải di chuyển xuống các bệnh viện tuyến trung ương với nhiều gia đình là bài toán khó. Bởi ngoài các chi phí điều trị, các chi phí về đi lại, sinh hoạt cũng khá tốn kém. Hơn nữa, các bệnh viện tuyến trung ương thường quá tải, trong khi tình trạng thiếu thuốc, hóa chất vẫn diễn ra, khiến cho quá trình điều trị bị gián đoạn. Chính vì vậy, từ khi triển khai công nghệ điều trị ung thư hiện đại và đảm bảo thuốc, hóa chất, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã thu hút nhiều bệnh nhân ung thư trong và ngoài tỉnh đến điều trị. Tôi thì từ Hải Dương, nên đây điều trị được 5 tháng rồi. Thì chủ yếu điều trị của tôi là trước mắt là dùng truyền hóa chất thì được 7 đợt rồi. Thì thuốc men nói chung là cũng vẫn được đảm bảo đầy đủ. Đấy. Còn bây giờ đang chuyển sang xạ trị thì cứ mỗi một tuần là 5 buổi. Thì tôi cảm thấy là máy móc rồi là thuốc men nói chung là bệnh viện là cũng đầy đủ. Mà có máy móc tôi còn hiện đại bất kể giờ giấc lúc nào thì là cũng được đưa đi chụp chiếu và nói chung là không bị gián đoạn gì cả. Tôi đưa bà xuống đây điều trị được 2 lần rồi. Nhưng mà đến đây thì thấy là cơ sở vật chất của phòng ốc ở đây là cũng rất là sạch sẽ. Điều hòa là cũng rất là mát mẻ, yên tâm cho người bệnh. Thái độ phục vụ của y bác sĩ là rất nhiệt tình và dịu dàng chăm sóc bệnh nhân. Các bệnh nhân được hưởng các dịch vụ y tế tốt, chuyên môn cao ngay tại chính bệnh viện tuyến tỉnh sẽ góp phần giảm bớt chi phí điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật, tạo lòng tin và sự yên tâm điều trị cho các bệnh nhân ung thư, nhất là các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.